Sinh từ ở Tô Châu, Trung Quốc. Nên hôm nay những nhà lấy cái quy củ này để giảng rõ, giảng sâu để cho cái khu chiên tu cũng như tỉnh thất Quan Âm rồi cũng như tất cả các vị thiện hữu tri thức và các Phật tử, nếu mà muốn áp dụng cái quy củ này trong cái gia đình của mình thì nó cũng rất là phù hợp. Thì cái việc mà mỗi buổi sáng Giác Nhàn lên để chia sẻ đấy, thì đây là một cái điều mà Tổ sư Ân Quang cũng dạy. Mỗi ngày đều giảng kinh thuyết pháp nhưng không thăng tòa, để mà nếu kéo nhiều người về đông quá thì nó sẽ có cái sự trở ngại. Cho nên hôm nay chúng tôi áp dụng triệt để cái lời khai thị của Tổ sư Ân Quang, đó là tại khu chiên tu này thì thường xuyên đóng cửa, không có sinh hoạt tập tụ đông người, chỉ có một số hai mươi mấy với thầy và các cụ ở đây chung với Giác Nhàn. Trong cái quá trình thời gian cũng gần 2 năm nay, mỗi buổi sáng đều có nói chuyện với đại chúng, cho nên nó thành một cái thói quen cũng như là cái niềm vui trong buổi sáng khi dùng cơm xong để nói chuyện. Đức Phật dạy sáng chiều thường nói đạo lý, thường nói đạo pháp, thường nói lời Phật dạy, và sáng chiều thường nghe lời Phật dạy, nghe những cái đạo lý của Phật pháp, thì thường xuyên như vậy, sáng chiều không có bỏ. Lâu ngày chạy tháng thì cái tập khí của phàm phu mình bắt đầu nó sẽ thay đổi, từ từ trở thành thánh nhân. Cái đó là cái chuyện huân tu hàm dưỡng thì bọn phàm phu chúng ta phải làm. Còn các bậc Bồ Tát tái lai, thường nguyện tái lai, thường nguyện thọ thân vào trong cõi này, thì các vị đó đã có cái vốn và đã chứng đắc rồi đó, thì các ngài cũng có cũng được, không có cũng được. Tuy nhiên các ngài vẫn là biểu pháp, giống như Tổ sư Ấn Quang là hóa thân của ngài Đại Thế Chí, thì ngài cũng phải mất mấy mươi năm. Ngài thường nói là cái việc mà tu hành cũng giống như là nung chén bát. Nếu mà nung cho nó thành sành rồi đó thì gặp mưa nó không có rã thành bùn. Con người mà hung tu hàm dưỡng để cho thành thánh, Bồ Tát, Phật rồi đó, thì qua bao nhiêu cuộc sanh tử, tức là chết đi sống lại, rồi bao nhiêu cái chuyện mà nó vùi dập gì đi nữa, thì họ vẫn là thánh, là Bồ Tát, là Phật. Không có thể nào chuyển từ Phật, Bồ Tát, thánh trở thành phàm được. Cũng giống như chén bát đã thành sành, mưa gì đi nữa nó cũng là sành, là sành. Còn nếu mà nung nó chưa thành sành, nó là còn bùn, thì qua một trận mưa thì nó rã riêng. Ấn Tổ hay ví dụ cái câu này, cái điều này nó rất là dễ hình dung ra, đúng không? Cũng vậy, nếu mà mình là phàm chưa thành thánh, thành hiền, chưa thành Bồ Tát, chưa thành Phật, mà gặp những sự biến cố, phiền não, khổ đau, rồi thất thoát kinh tế, là con cái
làm cho mình chướng ngại rồi bệnh hoạn rồi chết chóc đi đó, thì lúc đó mình bị thối chuyển rất nhanh, sa đọa rất nhanh, giống như chén bát nung chưa thành sành nó còn là bùn, thì qua trận mưa nó là bùn. Mình chưa không tu hàm dưỡng thành Phật Bồ Tát Thánh Hiền thì gặp chuyện phiền não sanh tử khổ đau bất trắc đến với mình thì chắc chắn mình phải bị thối đọa, thối chuyển tâm Bồ Đề, thối chuyển ngay. Cho nên chúng ta canh cánh nghĩ đến điều này thì chúng ta không dám giỡn ngươi, lúc nào cũng phải dè dặt kinh sợ những điều xấu ác. Cho nên cái gốc mà loạn lạc bất ổn, Ấn Tổ ngài nói thời thế hôm nay đang bất ổn. 100 năm về trước khi tổ sư Ông Quang còn tại thế ở tại nơi chùa Linh Nham, Tô Châu, Trung Quốc, ngài nói thời thế bất ổn. Hôm nay cũng nằm trong cái việc thời thế bất ổn. Bất ổn từ đâu? Nguyên nhân bất ổn và cái điều bất ổn đó là gì? Cái điều bất ổn đó là dịch bệnh nè, ngài hay dùng danh từ là ôn dịch nè, hạn hán nè, lũ lụt nè, giặc giả nè, động đất nè, sóng thần nè, rồi thu hoạch thất mùa do những loài chuột, loài bọ, loài châu chấu vân vân, nó làm ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình thì gọi là bất ổn. Mà trong cái bất ổn đó, thì chúng tôi cảm giác thấy về cái dịch bệnh thì bất ổn này là nguy hiểm nhất. Dịch bệnh là một sự bất ổn rất lớn. Như hiện thời chúng ta thấy cái dịch bệnh nó đang lan tràn và không có một tiếng súng, không có cái lựu đạn nổ, không có người cầm gươm cầm dao đi chém giết lẫn nhau, nhưng mà con người gặp cái dịch bệnh này còn hơn chiến tranh giặc giã. Không nghe tiếng súng mà nước mắt rơi đầm đìa, không nghe tiếng súng mà con người chết hàng ngày ở bên các nước như là Ý, là Italia, các nước cả 100 người một ngày chết còn hơn là chiến tranh. Không có một tiếng súng, không có gươm dao, không có bơm nguyên tử nổ đùng đùng, nhưng mà con người ngã rạp xuống chết. Chúng tôi nhìn cái hình ảnh ông thủ tướng bên Ý mà ông nói sao dân tôi chết nhiều quá, ông chảy nước mắt ra. Ông này ông có một cái phước ông làm lớn mà ông thương dân mà không biết cách nào cứu. Thì nguyên nhân nó từ đâu? Nguyên nhân mà cái để sanh ra cái dịch bệnh rồi hạn hán lũ lụt động đất sóng thần núi lửa phun lên rồi giặc giả rồi những loại súc vật nó cắn hư hại mùa màng thì từ đâu sanh ra? Từ đâu sanh ra? Lắng nghe cho kỹ. Từ do con người khởi hoạch tạo nghiệp rồi bây giờ phải thọ quả báo. Lời này tỏ hay nhắc. Hoặc đó là kiến hoạch, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Thân kiến là nhìn cái thân này là thiệt, muốn đem thịt chúng sanh đắp vô thịt mình cho nó khỏe, cho nó mạnh, cho nó tốt lên, chấp vào cái thân này. Nhưng mà không ngờ trong một thời gian ngắn, có những người giờ đang ngồi nghe đây chứ mà chiều ngã lăn giải đạch đạch chết mất. Cái thân này đâu có thiệt đâu. Thế mà bây giờ cái nghiệp gì mà nó che để cho mình nghĩ thấy cái thân này là thiệt? Cái đó là ngã chấp, đó là ngã ái. Ái là sự quyến luyến, là sự làng ràng buộc, là sự huệ lị. Nó chấp vào cái thân này cho nên hình ra gọi là thân kiến. Biên kiến là cái sự nhìn thiên lệch. Tà kiến, thấy chánh là tà, thấy tà là chánh, không phân biệt chánh tà được, lẫn lộn và đã đánh lộn con đen. Và nghĩ rằng là tiền bạc hôm nay mình làm có đó là do cái khả năng đầu óc sức khỏe của mình, chứ không có ngờ rằng mình đã tích lũy trong mạng mình có tài, nhiều đời nhiều kiếp đã có tích lũy rồi, mình còn biết làm phước thiện cho nên trong mạng mình có tài. Không ai hiểu cái điều này. Họ chỉ làm sao lương lẹo dối trá,
tính toán mưu mô xảo quyệt để có được đồng tiền. Họ nghĩ họ phải làm như vậy mới có được, gọi là tà kiến, là biên kiến, là kiến thủ kiến. Khi mình làm được rồi cái mình chấp thủ nơi của mình, không dám buông ra. Khó hiểu được nhân quả. Cho nên nếu mà chúng sanh trong lúc này, dầu cho thánh hiền Bồ Tát ra đời, mà không nói đến nhân quả, không nói đến khởi hoặc tạo nghiệp để mà thọ quả báo, thì thánh hiền cũng không làm gì được. Vì không nói đến cái đạo lý chân thật, đó là nhân quả, là luân hồi, là nghiệp báo. Hôm qua chúng tôi có đọc cho quý vị nghe, thánh hiền hiện tại bây giờ xuất thế mà không nói đến nhân quả, không nói đến thiện ác, không có nói đến luân hồi nghiệp báo, thì thánh hiền cũng không thể giáo hóa chúng sanh trong cái thời mạt pháp này được. Khởi hoặc, tư hoặc, đó là tham sân si mạn nghi, nhất là tham ăn, cho nên phải sát sanh hại vật, rồi trộm cắp cũng để tích trữ giữ cho mình. Cho con người mà thấu hiểu được rằng là trong tất cả các tích trữ, mà tích trữ phước đức công đức trong mạng mình có, thì cái này là nó bền bỉ nhất. Còn tích trữ tiền bạc của cải vật chất cho nhiều để mình giữ đó, mà không phải vì lo cho đại chúng mà chỉ lo bo bo cho bản thân mình, thì cái tích trữ này không thể nào tồn tại bền vững lâu dài. Nhưng riêng chúng sanh thì họ muốn tích trữ về cái mặt thô phù hình thức bên ngoài, đó là phải có mấy chục tỷ gửi ngân hàng, phải có nhà cửa xe cộ, con cháu học hành đỗ đạt. Họ muốn theo cái tâm tư mà gọi rằng là tư hoặc đó, là đó là tham đó, thì giống như là càng uống nước muối thì càng mặn, càng làm thấy cho có tiền nhiều thì càng thấy thiếu, rồi từ từ nó lúng xuống trong mạng mình hết. Thì khi mà thọ mạng hết rồi, phước báu hết rồi, thì đời bắt đầu bước sang đời sau là làm súc sanh địa ngục ngạ quỷ, làm người bần cùng nghèo khổ, thì mới thấy cái cảnh của nó. Mà lúc đó thành cái quả rồi à, kêu trời không thấu, xin van cứu gì đi nữa, kêu ai cứu cũng cứu không được, Phật cũng không cứu được, là bởi vì cái nhân quả nó sâu dày về xấu ác, quá sâu dày rồi. Cho nên tổ sư Ấn Quang ngài nói khởi hoặc, hoặc đó là tư hoặc, là tham sân si mạn nghi, đến A La Hán mới tiêu trừ nó được, A Na Hàm mới làm nhẹ thôi, nhẹ đoạn nó, mà đoạn đến nó còn nhẹ nhàng thôi, nó không có mạnh như chúng ta nữa. Và đến Tư Đà Hàm và Tư Đà Hoàng, đó là tứ quả thanh văn, thì cũng làm cho nó là tương đối nhẹ lắm rồi, nó không có làm chủ được. Tham sân si tư hoặc kiến hoặc không làm chủ được. Nhưng bản thân con người phàm phu chúng ta tư hoặc và kiến hoặc làm chủ chi phối hết. Giống như là cái chuyện mà tham đó, nó là một cái tư hoặc, nó là ngũ độn sử, nó chậm rãi, nó từ từ chậm rãi, sâu kín bên trong, mà nó chi phối con người hết sức khéo léo. Khi mà nó khởi niệm lên để ăn rồi thì nó tìm mọi cách để mà giết con thú làm sao để ăn. Khi mà nó khởi niệm lên trộm cắp rồi thì bằng mọi cách họ làm cái công việc gì họ cũng khéo léo trong cái sự điều khiển của cái tư hoặc là cái tham này. Rồi khi mà họ nóng giận lên họ tìm cũng đủ mọi cách để mà họ nóng giận. Rồi ngã mạn. Con người mà sở dĩ có cái thân này là do cái ngã ái. Nó chấp vào trong cái sự quyến liếng ràng buộc đó, nó dính vào trong đó, nó thành cái thói quen, cho nên nó đồng với cái tần số của những con người bắt đầu nó vào cái cảnh giới người, mà tùy theo cái nghiệp nặng nhẹ đó nữa mà đi vào cái gia đình đó khác nhau. Cho nên thành ra Ấn Tổ ngày nói mà đoạn kiến hoặc là ngũ lợi sử, nó nhẹ nó dễ hơn, là chứng sơ quả mới đoạn được. Cũng giống như là ngăn một dòng nước 40 dặm, nó rộng mênh mông, nó ào ạt nó chảy, mà ngăn chặn nó thì cái chuyện này khó, vô cùng khó. Thấy cái thân này bây giờ là giả, chiếu kiến ngũ ẩn giai không để độ nhất thiết khổ ách, thì cái chuyện này không phải là dễ. Còn để mà đoạn tư hoặc nữa thì không phải đơn giản, đến A-la-hán mới tiêu trừ được. Khi mà mình nghe đến đây là mình biết mình còn nguyên vẹn kiến hoặc và tư hoặc, tham sân si mạn nghi còn đầy. Có nhiều người nói bà sao nhìn mặt bà tham quá, tham bà cố luôn. Kêu tôi làm gì đâu mà tham, tôi có cướp của giết người đâu mà tham.
thì cái đó là cái ngã chấp và tham, mà ngã chấp không nhận diện được, không thấy được, đây là gọi là vô minh, đây là si dại, đây là ngã kiến, cái nhìn thiên lệch. Mình còn tham sân si đầy dẫy trong đó mà gì, mà nói tôi không có. Cho nên Ấn Tổ ngài nói cái câu này nghe mới là kinh khủng. Chúng sanh không do đoạn hoặc, chúng sanh không chịu đoạn hoặc, không do không không lo tu hành, cho nên thành ra khi gần họ nó kinh khủng. Bước đầu thấy họ cung kính hiền lành như vậy, lâu ngày trầy tháng cái tâm ngã mạn, cái tâm khinh nhờn của họ xuất hiện lên, họ không biết đâu là Phật là thánh là phàm, không biết đâu là người chăm tu hay là giả tu gì đó cả, họ lùa vô quơ đửa cả nắm, họ làm như vậy họ mang tội, mà mình cũng cơ hội để cho họ làm như vậy. Cho nên 20 năm lão tăng này không giao thiệp với người tại gia, cư sĩ nam cư sĩ nữ, chỉ biết ở trong chùa phục vụ lo cho đại chúng và gần gũi với đại chúng. Nói như vậy không phải là ngài khinh bỉ và chê bai những người cư sĩ quá đáng, mà ngài nói như vậy là những người cư sĩ mà không lo tu hành, tham sân si ngã mạn đầy dẫy. Tuy nhiên có một số những người cư sĩ là Bồ Tát hóa thân thì không nói rồi, các vị Bồ Tát là Như Quan Âm, các vị Bồ Tát hóa thân thì ngài loại không, không có loại trừ ra, không nói chuyện đó. Mà nói đến hàng phàm phu chúng ta, mà các vị cư sĩ nam cư sĩ nữ đó, mà nếu gần gũi mà họ không biết cung kính, họ không biết tu, họ còn kiến hoặc tư hoặc đầy ấp bụng dạ đó, thì coi chừng một thời gian họ kéo mình đi luôn. Chừng ngày rất kỹ, nếu mà thực sự ai mà chịu đọc văn sao, hành theo văn sao và đi trên con đường, cái lộ trình mà cổ tổ sư Ấm Quang, thì con người này chúng tôi dám chắc là thành tựu. Đây là mẫu người của Bồ Tát, nhìn thấu tâm của phàm phu nên làm gì và không làm gì. Đó là cái điều mà hôm nay Giác Nhàn muốn nói, rằng là cái nguyên do ôn dịch lưu hành, động đất, thiên tai, lũ lụt, giặc giả vân vân, là từ nơi cái tâm con người mà gây nên. Mà cái tâm con người còn kiến hoặc và tư hoặc, đây là cái nguồn gốc chính. Nếu không có phục nó được, đè nó xuống được, niệm Phật đó mà đoạn hoặc được á, thì khổ đau vô cùng. Khổ đau vô cùng. Cho nên ngay nơi cái chuyện mà tư hoặc là tham đó, để lấy thịt chúng sanh đắp vô thịt mình đó, thì Ấn Tổ nói đây là cái chuyện mà nó tàn ác, và nó cái nghiệp ác nặng nề nhất. Ngày đó là sao? Trong tất cả các ác nghiệp, chỉ có sát nghiệp là nặng nề nhất, tức là giết loài chúng sanh. Mà người không có giết mà ăn thì cũng là gián tiếp trợ duyên, đem tiền thuê người ta giết. Thì cái sát nghiệp, trong tất cả các ác nghiệp thì sát nghiệp là nặng nhất. Mà khi có sát nghiệp đến thì ôn dịch nó kéo đến rất mạnh, rất nhanh. Cho nên có nhiều người kêu bây giờ mình phải phòng chống, dĩ nhiên là phải phòng chống rồi. Nhưng mà bây giờ khi mà nó ôn dịch lưu hành, đã bắt đầu lưu hành rồi là phòng chống thì cũng phải nên phòng chống, mà nó cũng hơi muộn. Cho nên ngài mới nói phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng dịch hơn là bắt đầu diệt dịch. Dịch corona nó đến rồi, mình phòng là làm cái gì để phòng? Tất cả mọi người đều ăn chay trường, đó là phòng dịch tốt nhất. Lo cho nước lúc chưa có lâm nguy, an định nước lúc chưa lâm nguy, thì đòi hỏi con người này, xã hội này và con người ở trong đó phải làm sao để lo cho lúc đất nước chưa ăn, lúc nước chưa có lâm chiến, chưa có loạn, phải lo làm sao cho nó an nghi, là phải giáo dục con trẻ cho nó biết không có trộm cắp, nó không có sát sanh, nó không có tà dâm, nó không có nói láo, nó không có uống rượu. Phải dạy cho nó những cái đạo lý này cái lúc mà nước chưa lâm nguy. Cho lúc mà nước mà lâm nguy rồi thì cái tàn ác của họ tiếp tục dấy khởi. Thôi ăn đi, giết tất cả các loài chúng sanh, virus nó đến rồi, giặc giả đến rồi, hoạn nạn đến rồi, thôi ăn cho thoải mái đi rồi chết, chứ để đó rồi cũng phải chết thôi. Đó là quan niệm của những người mà không được sự giáo dục để phòng bị cho lúc nước lâm nguy. Nhưng mà những người được giáo dục rồi, khi mà nước lâm nguy hoặc là bị những cái dịch bệnh đó, thì họ phải làm gì?
họ phải tích thiện, sửa lỗi, hướng thiện. Họ làm sao để cho những con người nó không có phải phải chết một cách nhanh lẹ như vậy. Họ không có khả năng gì hết thì họ khởi thiện niệm. Mà trong tất cả các thiện niệm đó là niệm Phật là tối thượng thiện niệm. Nhưng ít có ai mà chịu giữ được cái câu Phật hiệu suốt ngày để lấy cái thiện niệm này bỏ vào trong tâm của mình, để lấy cái thiện niệm này mà hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Họ chỉ lo theo cái điều khiển của tư hoặc là tham sân si mạn nghi chi phối cho họ. Ích kỷ, những cái tâm tư tưởng nhỏ nhen đó, họ chỉ sống với nó thôi. Cho nên cái việc mà sát nghiệp khắp thiên hạ, không ai chẳng tạo nghiệp sát, dẫu cả đời chưa hề sát sanh, nhưng hàng ngày ăn thịt thì tức là hàng ngày sát sanh. Do không giết thì chắc chắn không có thịt để ăn, bởi lẽ kẻ đồ tể, người săn bắn, kẻ bắt cá đều nhằm để cung cấp nhu cầu của người ăn thịt, nên mới giết thay cho họ. Một cửa ải ăn thịt hay ăn chay quả thật là cái gốc để sự thăng trầm của chúng ta, là cái gốc khiến cho thiên hạ bình yên hay loạn lạc. Ai mà nói được điều này thôi, chỉ có Bồ Tát Đại Thế Chí là Ấn Tổ nhắm vào cái việc đó là sát hại, ăn thịt, lâm nguy, đất nước có lâm nguy hay không, có dịch bệnh hay không, có chiến tranh hay không, có giặc giả hay không, rồi có trộm cướp hay không, cũng từ nơi cái chuyện sát sanh này. Trên cái câu mà chúng tôi nói hay để trong lòng, có biết rằng đất nước này, xã hội này có được an định hay không, có được hài hòa, mưa thuận giá hòa hay không, là nhìn vào trong lò mổ, nghe tiếng chúng sanh có kêu giữa đêm trường hay không. Nếu tiếng chúng sanh trong lò mổ còn kêu giữa đêm trường thì tâm con người còn ác quá, thì sẽ chiêu cảm quả ác đến, không có thể nào cứu vãn được đâu. Cho nên thành ra cái chuyện dịch bệnh là dịch bệnh, nhưng mà cái chuyện họ vẫn sát sanh, họ vẫn ăn mặn, thì cái việc này thực sự mà nói thì những người ăn chay, người ta thấy, chúng tôi nghe, người ta rất là hợp, nghe thấy rất là hợp lý. Nhưng mà những người ăn mặn, người ta nói không phải nguyên do từ cái chuyện ăn mặn đâu. Nhưng mà riêng Ấn Tổ thì Ngài nói tất cả đất nước lâm nguy, ôn dịch, tất cả những chuyện rắc rối trở ngại mà xảy ra đó là từ nơi sát nghiệp. Bồ Tát nói là như vậy, nhưng mà phàm phu chúng ta lại hiểu khác liền và làm khác liền, cho nên chúng ta cứ gặp nạn hoài. Còn hàng Bồ Tát Ngài nói như vậy, còn nếu ai mà có thiện căn phước đức nhân duyên, có cái căn lành với Phật pháp, họ nghe những lời này họ thấm thấu liền, họ quyết định họ bỏ ăn mặn ngay, họ quyết định họ ăn chay trường tức khắc liền. Bữa có một cái chú ở dưới Long Thành, Đồng Nai, hai vợ chồng lên thăm chúng tôi. Anh này thì chắc cũng phải ba mấy 40 tuổi, anh cạo đầu cho nó sạch sẽ đó. Thì cuối cùng cái là anh thích cạo đầu, thì anh bà vợ bà nói: thưa thầy, bữa nay con dắt ông chồng con lên quy y với thầy. Thì bà mới kể cái cuộc đời ông này lúc trước ăn chơi nhậu nhẹt, cũng như là trác tán, không thể tưởng tượng, tú độ tường là đầy đủ hết, ăn chơi cờ bạc, gái gún, có cái gì mà thiếu hết trơn. Rồi bà buồn quá chuẩn bị ly dị, thì tự nhiên ảnh lại giác ngộ, tự nhiên ảnh khởi lên cái niệm, ảnh kêu: ổ, mình làm con người mình sao, mình làm mình khổ, và bao nhiêu người khổ, vợ mình khổ, cha mẹ mình khổ, ăn uống nhậu nhẹt mình bê tha như vậy, mà chúng sanh bây giờ mình ăn nó vậy thấy tội quá, cả anh quyết định về anh ăn chay. Bây giờ không tin, đang ăn chơi kinh khủng mà bây giờ tự nhiên là giác ngộ ăn chay. Khi mà anh nghe đĩa đồ của chúng tôi xong là anh quyết tâm anh ăn chay, anh tu hành. Thì một thời gian 2-3 tháng bà vợ thấy quả thiệt ông này ông làm được, mà ông làm được cũng thay đổi quá đột ngột, cho nên bà vợ cũng bất ngờ. Thì cuối cùng cái là bà vợ bắt đầu thuận theo ổng, và lúc trước thì hai vợ chồng cãi nhau, và ổng nói cái gì bà vợ cũng không nghe hết. Anh chàng này ảnh coi như là anh nói là lúc say hoặc là lúc bê tha thì em không nghe, chứ lúc em anh tỉnh, em anh bình thường nè, không ăn chơi thì em phải nghe. Kêu không, ông không có làm một cái gì cho tốt cho gia đình tôi hết, vợ mẹ con tôi phải khổ gì ông, cho nói gì tôi cũng không nghe đâu. Cho nên làm cái gì, Ấn Tổ hay nói là dùng lời để nói thì có sự tranh cãi, ông này ông không có làm được. Nếu mà dùng hành động để giáo hóa làm người tốt thì không nói họ cũng thuận theo. Thì cuối cùng anh làm, anh ở nhà cứ tụng kinh niệm Phật, ăn chay, anh làm phước thiện, anh mua cá, đồ có tiền anh chạy ra ngoài chợ Long Thành anh mua cá anh thả,
3 tháng sau bắt đầu bây giờ thay đổi, không cần nói. Thường mình nói nhiều quá, mình không làm là nó có cái sự tranh cãi mà không giải quyết được, anh im lặng. Sau đó rồi anh quyết định chọn nhiều chùa lắm, đi tất cả các nơi mà lên Tịnh Thất Quan Âm. Gặp ngay cái bữa đó chúng tôi ở trên Tịnh Thất, anh xin tha thiết anh quy y và anh xin kêu là sư phụ cho anh có pháp danh Đức Minh. Thì anh có nói là bữa đó sinh nhật, con nói vợ con á, là phải nấu đồ chay, mời bạn đến cho bất ngờ. Mà bạn là xa lánh cũng phải gần cả năm, hôm nay sinh nhật mời đến bạn cũng bất ngờ, nghĩ là chắc phải đến bia rượu nhậu nhẹt đồ dữ lắm nha. Anh tới anh làm rất trân trọng cung kính, nghe chúng tôi giảng đến chuyện cung kính, anh xếp bàn xếp đồ rất trân trọng, mua nước ngọt về chứ không có bia, và toàn bộ đồ chay. Và anh mới nói tất cả những cái tâm tư của anh lúc trước khổ đau làm sao, ăn chơi nhậu nhẹt làm gia đình trác tán làm sao. Anh nói bao nhiêu người thức tỉnh, bạn bè đến sinh nhật của anh, và anh kêu bây giờ tôi có cái tâm nguyện là hôm nay tôi đã chay cho các anh em, chị em thôi hết sức thông cảm, tôi ăn chay tôi ít bệnh, tôi khỏe ra, vợ tôi thương từ cái lúc tôi ăn chay, tôi biết tu hành. Anh nói giống một bài thuyết pháp, bây giờ anh nghe để chúng tôi xong anh lên như anh giảng, người ta ngồi nghe say mê luôn. Rồi cuối cùng anh kêu tôi có một tâm nguyện cuối cùng trước khi mình ăn là tụng ba biến đại bi rồi ăn. Mấy ông kia ông vô chưng hửng hết, bắt đầu ông mới chắp tay, ông làm giống như ông thầy á, cạo đầu sạch sẽ rồi cái bắt đầu chắp tay anh tụng thiệt thôi tiếng nhạo ơi gai đại bi tâm thần là ni nam mơ ra nắng ra dạ dạ. Mấy anh kia đâu có thuộc đâu, cứ ngồi nghe anh tụng thôi à. Thì anh tụng xong xuôi hết rồi bắt đầu anh rất cung kính, anh ngời mọi người ăn, thì mọi người nói ô bữa nay tôi mới thấy cái chuyện tu hành của ông thay đổi mà tôi cảm xúc vô cùng, không biết tôi làm được hay không. Cái anh kêu thì tôi cũng là con người như các bạn cũng làm được thôi. Thì cuối cùng anh nói vậy xong rồi bao nhiêu người để lại một cái ấn tượng với anh. Khác hẳn cái lúc trước sinh nhật rồi những cái giỗ tiệc đồ này nọ anh ăn chơi trác tán. Thì anh nói là trong đạo Phật có lợi ích. Riêng cái ăn chay không mà con thay đổi được gia đình con thấy có lợi ích rồi. Con ít nói con không nói nhiều. Anh cười không, anh lên anh ngồi anh cười thôi. Thì hôm qua anh gọi điện anh kêu con xin phát tâm cúng dường 200 ngàn, con cũng không có giàu có gì, hôm trước vợ con cũng mua một chiếc xe 4 chỗ, con 4-5 chỗ con chạy khách, mà mỗi lần con chạy khách con cũng hay nói láo với khách quá, hay nói láo là cái chuyện mà người ta thì chạy xe đó là một ngày hợp đồng bao nhiêu, rồi tôi hợp đồng rẻ hơn đồ, con thấy không ổn thôi con giao cho tài xế, con ở nhà con tu luôn cho nên khỏi chạy xe, cho nên khỏi nói láo. Nó chạy được nhiều, nó chạy về có tiền mình sống được rồi. Ồ, hôm qua anh gọi, anh kêu con làm cũng có tiền, con cúng 200 ngàn tiền, 100 ngàn in kinh, 100 ngàn phóng sanh, con gửi tài khoản, sư phụ gửi tài khoản cho con, rồi vài bữa nữa con lên, con thuê mấy cái nhà trọ bên ngoài, con với vợ con tu, con thấy trên đó mát mẻ, con thích quá, ở dưới này nó nóng quá, mà giờ đây dịch bệnh nữa, không biết mình chết lúc nào, thôi mình niệm Phật để mình về. Sư phụ nói thôi mình ăn bao nhiêu chúng sanh trong bụng mình rồi, mình làm bao nhiêu người khổ rồi, trong một đời này mình nghĩ lại rồi mình thấy thất kinh hồn vía rồi, chứ đừng nói nhiều đời nhiều kiếp, là mình biết cái nghiệp chướng quá sâu dày rồi. Vợ con hoan hỷ vô cùng, bây giờ gia đình con đầm ấm lắm, trong gia đình con bữa nay con không nói nhiều mà nó thương con lắm, con nói một lời là nó nghe liền. Lúc trước con chửi con đánh con làm đủ kiểu, con say xỉn con làm đủ trò hết trơn mà nó chặt lắc nó không vô đâu hết. Mà giờ ăn chay niệm Phật nghe pháp của thầy với con nghe đĩa Hòa Thượng Tịnh Không con thích lắm, nhất là văn sao thầy phổ biến, gia đình con là sống lại từ Phật pháp. Vợ con là có một đời chồng trước bà khổ lưng tròng nước mắt ly dị rồi, tiếp tục gặp con làm cho bà khổ nữa, cái tội con lớn lắm, bây giờ con phải chân thật sám hối. Mà cái gương mặt của ảnh và cái sắc diện của anh chàng này nó lạ lắm, nó được cái huân tập lòng từ bi, ăn chay niệm Phật rồi có cái tình thương á. Anh nói là con đi mua cá phóng sanh là con có tiền, là con xuống chợ con mua 1 con 2 con con mang đi, coi như là cả cái Long Thành đó là coi như ngạc nhiên với con vô cùng. Bởi vì lúc trước là con khét tiếng với đó mà ăn chơi nhậu nhẹt chát tán, mà mấy cô gái trẻ trẻ là không có thấy cô nào mà đẹp là không qua mặt con nổi rồi đó, là phải bằng mọi giá là cho bằng được, đem tiền dụ dỗ đủ trò đủ chuyện hết trơn. Mà đến bây giờ là con thay đổi như vậy là nhờ thầy. Hôm nay con lên con nhận là sư phụ con xin quy y kêu thôi, sư phụ ông là Đức Phật A Di Đà đó, còn thầy chỉ là bạn đồng tu thôi. Cái không nói vậy, con là muốn nhận như vậy đó. Xong rồi đang ngồi xong cái ly nước cam thầy Ngữ đưa cho thầy Tuệ mang lên cho chúng tôi uống còn nửa ly, cái anh kêu nhìn cái ly nước thèm quá cho uống được không, kêu được. Xong rồi cái anh kêu giờ con uống mình rồi còn một cái cô bạn của vợ con với cô vợ con sao, kêu yên tâm chúng tôi lấy cái chai nước đổ vô một ly đầy cái sang làm ba ra.
ba người anh chàng này ly, rồi cái cô rồi vợ ly với cái bà kia ly. Anh kia sư phụ ương trước miếng rồi con uống, kêu thôi cho ông hết á. Kêu ông kêu trúng mãnh luôn, trúng mãnh luôn. Kêu bà vợ kêu sao ông này bữa nay khi mà ông niệm Phật lên tự nhiên ông thông minh, ông khôn lắm, mà ông tự nhiên lắm, con đâu dám làm cái chuyện này đâu, mà ông kêu cho uống miếng nước đi. Thực ra ông phải là gọi rằng là có cái tâm nó hơi bung lung về cái chuyện khi gặp chúng tôi, rất là cung kính, nhưng mà ông thích cái lọc cái nước của chúng tôi mà. Nước cam đó nó có hột chi, mấy Phật tử gửi mấy cái bịch chi bỏ hột chi vô trong đó uống với nước cam để cho nó giảm cân mà nó khỏe người á. Thì như vậy là ảnh uống, anh kêu trời ơi nước cam của sư phụ uống nó ngon ghê nha. Nó ngọt mà nó sao mát, cái giọng nó sướng thiệt á. Kêu do ông tâm tưởng sự thành, ông thích quá cho nên ông vậy, cho ông về ông nước uống nước cam mà cho vợ, bà vợ pha, bà xã pha để cũng ngon vậy. Cái không, nước cam bà xã sao nó ngon. Lên đây tâm tưởng anh nó hoan hỷ cho nên uống ăn cái gì cũng ngon hết trơn. Anh xuống phòng kinh sách cái anh ăn cơm xong cái lấy một số những cái lời khai thị có Ấn Tổ về hành, về tích thiện đó, nhà tích việc thiện điều vui có thừa, nhà tích việc ác tai ương có thừa, rồi một số những cái liễn đó để chúng tôi nói mang về nhiều nhiều đi, in cho đến 10.000 tờ mà thầy phiên một số các vị chưa gặp người để phổ biến còn quá trời nhiều luôn. Trời ơi anh kêu trời đấy là vàng nè, vàng ôm lại ôm về, ôm vàng về. Anh gom anh cột, anh kêu về cho người ta treo trong nhà, lời tổ quý lắm, hơn vàng á bà. Bà ôm về bà mang về để lên xe, sẵn xe mình có chất lên nó chở về đi. Đây là vàng nè. Lên núi lấy vàng mà về chùa lại lấy kinh, lấy sách đồ nghe thầy giảng để học để tu, mà nếu mà không có thích thì giống như về hai tay không á. Trời ơi con người anh coi như nó, anh kêu bữa nay con nghèo lắm, con không có gì giàu có mà sao trong lòng con nó vui. Anh cứ ngồi anh cười cười cười, bà vợ mới kêu bữa nay ông an lạc lắm thầy. Anh kêu sao chị có an lạc không? Anh kêu ở nhà con cũng tụng đại bi, con tụng kinh, con niệm Phật, thì nói xong là điều chỉnh lại thêm cho cổ tu á. Thì chúng tôi thấy anh chàng này cái công phu ảnh có kết quả, thì anh nói là từ cái việc ăn chay mà con thành tựu được cái gia đình là bỏ ăn mặn, bỏ nhậu nhẹt, mà con mát mẻ trong người dễ chịu, cho nên thành ra là con rất là mang ơn thầy nói về chuyện ăn chay, và con rất là tin tưởng cái công đức phóng sanh. Có ít cũng được, 5.000, 10.000 con ra con mua một con cá, bỏ bịch ni lông mà nước nó nằm ở dưới, con phải đục cái lỗ cho nó thở chứ không thôi không có thở nó chết. Con nói nếu mà mình bỏ vô cái bịch mình cột lại mình cũng chết đi, chứ không như con cá cái sức khỏe đâu bằng mình đâu. Anh cưng con cá giống như là đứa con mới đẻ, còn mình thì sao, mổ bụng con cá ăn. Thì hai tâm trạng người này khác nhau. Cái người mà cưng con cá giống như là đứa trẻ sơ sinh đó, mới đẻ ra đó, thương một chúng sanh con mình giống như con cá đó, thì con người này lòng từ bi vĩ đại lớn lắm, cảm được cái lòng Phật và lúc nào cũng được Phật Bồ Tát Thiện Thần che chở. Còn người mà thấy con cá mà mình giết để mình ăn, mình nuôi thân mình giết con gà, con vịt, con heo á, mình để mình nuôi thân mình á, thì con người này lòng từ bi không có và thường chiêu cảm những bệnh dịch tai đến với mình, thay vì một làng đã bị thì mình phải bị trước. Bây giờ cái sự chiêu cảm của mình đối với điều ác rất mạnh, những người thiện ít thì nó đến sâu, và những người hoàn thiện mà chân thiện á, thì nó lại tránh ra, dịch nhiễm nó tránh ra, những chuyện thiên tai lũ lụt nó tránh ra. Cho nên cái câu chuyện mà hôm qua chúng tôi không nói, hôm kia cũng nói đó, cái chuyện lũ lụt mà cái đê Hồng Hà nó vỡ ra tràn ngập hết mà chỉ một gia đình cái ông đó còn sống, là do hằng ngày ổng làm phước tích thiện tích đức, làm bao nhiêu mùa màng thâu thì thu mùa màng cũng hơn những người khác, rồi đem cái lúa gạo đó cho những người ăn, cho những người bên xóm cạnh mình ăn hết rồi, thì còn đủ cái số lượng mình vừa đủ sống thôi. Nhờ như vậy cho nên khi lập lũ lụt rồi hạn hán, gặp những cái nước đê Hồng Hà bể tràn ngập hết, mà có thiên thần bảo bọc xung quanh, cái nhà của ông đâu có bị lũ lụt gì đâu, đâu bị chết chóc mất mát gì đâu. Cho nên cái phước báu mà nó bảo bọc là di diệu nhất, mà cái phước báu đó mình làm phước bảo bọc không bằng cái công đức niệm Phật để bảo bọc. Vì phước báu đó cùng lắm là lên tới trời, mà đem cái phước báu này mà hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc thì nó trở thành tịnh nghiệp, do sanh thành tịnh phước chứ không phải là thiện nghiệp để sanh lên cõi trời đó. Cho nên thành ra cái việc mà để mà mình tu hành, mà nếu không có lời tổ, không có người để giảng dạy,
thì mình suy nghĩ theo cái tâm phàm tư hoặc là tham sân si mạn nghi thì thế nào cũng sa hầm sập hố, mà chắc chắn chứ không phải thế nào, chắc chắn là sa hầm gặp sập hố, gặp nhiều cái chuyện bất trắc trở ngại xảy ra, bởi vì trong tâm mình đã có những cái kiến hoặc và tư hoặc, đó là nó dắt mình đi tạo ra nghiệp gọi là khởi hoặc. Khởi hoặc đó là gì? Tham. Tham nó có tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ, rồi bắt đầu tạo ra cái nghiệp, đó là thói quen. Nghiệp là thói quen. Thói quen đó nó sẽ tạo thành một cái cảnh giới để thọ quả báo. Mà trong cái lúc mình còn mang thân con người này, nó chỉ là hoa báo thôi. Hoa báo tức là thí dụ như mình sát sanh là chỉ bị bệnh nè, rồi mình trộm cắp là chỉ có mới nghèo, nghèo, nghèo trong đời này nghèo, rồi mình làm mất hạnh phúc của người khác thì gia đình mình mất hạnh phúc. Nhưng mà cái hoa báo này nó làm từ từ cho cái thọ mạng phước báu và cái cuộc sống mình càng ngày nó càng đi xuống, và bắt đầu nó rớt vô quả báo là súc sanh, là địa ngục, là ngạ quỷ, là đời sau làm người nghèo khổ, làm gái an xương. Đời này thì hay khoe sắc đẹp của mình, khoe khuyến dụ người khác, rồi làm cho cái sắc đẹp của mình để mà sắc nước hương trời, để cám dỗ những người khác, rồi để đến cái tâm tình ý đến những người khác, rồi dâm dục khởi lên, rồi tạo những nghiệp xấu ác đó đó. Mà khi quả báo rồi thì người phụ nữ này đời sau phải nếu không làm người á, thì đọa làm súc sanh, làm xe sẻ, làm dê, làm những loài chim ương ương đó. Nhưng mà khi mình nghe cái điều nhân quả này mình thấy bình thường. Bây giờ thì nghe hơi run sợ một chút, mà chút xíu ra cái bắt đầu cái gì? Cái ngũ ấm là gì? Cái ngũ ấm đó là tài sắc danh thực thì, hay gọi là sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm và hành ấm, là ngũ ấm á, là nó che mất. Ví dụ nói là cái chuyện ăn mặn, nó là một cái nhân để làm cho thọ mạng hết và thân thể xấu xí và bệnh hoạn. Nghe thì có lý thiệt, nhưng mà không làm được như cái anh chàng mà nãy chúng tôi kể, là do cái sắc ấm là dính vào trong cái thân này, sợ bệnh, sợ đau, sợ mệt, rồi sợ mình ăn dễ mất sức khỏe, thiếu canxi vân vân. Thì cái đó là sắc ấm, là cái sự ngăn che. Ấm là ngăn che, nó ngăn che cái tâm thức của mình để nó chấp vào trong cái sắc ấm này. Rồi nó thọ là cái cảm nhận ăn nó sung sướng, mình nhớ lại lúc trước ăn thịt nó ngọt làm sao, nó ngon làm sao, rồi chúng sanh nó mình bỏ vô mình nấu nó ăn nó thích thú làm sao. Thì cái tưởng ấm, hành ấm và thức ấm này nó che đậy, nó làm cho nghiệp thức mình trở thành thói quen cho thiệt nhiều lên, rồi cái thói quen này nó trở thành khối, rồi là cái nghiệp này nó gọi là nghiệp lực, nó có cái sức mạnh, lực là sức mạnh, cái sức mạnh này bắt đầu nó lôi kéo mình đi vào để thọ quả báo. Và khi đã thọ quả báo rồi để thì lúc đó khó gỡ vô cùng. Cũng như cái người mà phạm giới lúc còn hiện tiền, đây là cơ hội của họ để họ thay đổi. Mà khi mà đã thọ nhận cái quả báo phạm giới hoặc là tạo ác nghiệp chui vô đó rồi đó, như làm súc sanh vô ngạ quỷ rồi, để mà khởi thiện niệm, để mà thoát ra cái quả báo, cái cảnh giới đó thì căng lắm. Và Thượng Tịnh Không nói đừng để khi thọ quả báo rồi mới than trời trách đất, không kịp đâu. Còn hoa báo là còn con người này là cơ hội, còn cơ hội để thay đổi. Ví dụ cái tâm mà ích kỷ, hẹp hòi, keo kiệt, bỏn sẻn thì bây giờ mình đang nghèo ha, đang thiếu thốn mới là hào báo thôi. Nhưng mà để khi mà thọ mạng hết, nó đi vào làm người bần cùng, nghèo khổ, rồi sinh ăn xin, nó ngang vô sanh vô những cái nơi mà thiếu thốn vật chất á, thì lúc đó mà để thoát nó ra rồi thì chỉ có chết tiếp rồi là mới thoát. Mà khi mà đã rớt vô trong đó rồi là không có cơ hội để làm phước nữa. Càng ngày nó càng đàn đi xuống, càng ngày cứ càng đi vô bóng tối thôi. Cho nên thành ra cái gốc của con người mình tu là phải đoạn hoặc, phải phục được cái tư hoặc và kiến hoặc. Để mà kêu đoạn trong đời này thì khó vô cùng. Đoạn cái kiến hoặc không để mà vô sơ quả thì như ngăn chặn dòng nước 40 dặm. Nhưng mà phục thì dễ gấp trăm lần đoạn. Phục là làm cho tham sân si mạn nghi thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, nó nhẹ lại, nó không có hoành hành, mà câu Phật hiệu này làm chủ và thiện niệm làm chủ thì có thể rằng là mình phát nguyện vãng sanh, tín nguyện đầy đủ thì có thể trong đời này vãng sanh Tây Phương. Còn để mà phục, còn để mà đoạn hết kiến tư á, thì cái chuyện này không phải dễ làm. Cho nên Ấn Tổ ngày thường nói, nếu cái người đó mà đoạn được kiến tư rồi đó,
thì cái người này yên tâm về cái chuyện sanh tử, không lo, họ tự tại với sanh tử. Mà còn chưa đoạn được kiến tư, giàu cho minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, thì Phật đó chỉ là lý tức Phật, tương tự tức Phật, không phải là cứu cánh tức Phật. Mà cứu cánh tức Phật là đã đoạn được kiến tư vô minh trần sa và đầy đủ hết tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông, thì người này phải ba đại an tăng kỳ kiếp. Nếu không tu pháp môn tịnh độ thì phải ba đại an tăng kỳ kiếp. Còn nếu tu pháp môn tịnh độ thì trong một đời này kiến hoặc còn, tư hoặc còn, vô minh hoặc còn, trần sa hoặc còn, đầy đủ hết, nhưng phục được nó, đem nó về gọi là đới nghiệp, về Tây Phương Cực Lạc để tiếp tục tu, để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì đi trên cái con đường sinh lộ, đi trên cái có lộ trình này thì an toàn, yên ổn, ai cũng có thể làm được. Điều mình không chịu làm và không nghe người khác nhắc nhở cho mình để mình làm thôi, chứ còn nếu chịu làm thì sẽ thành tựu. Thì hôm nay chúng tôi nói là cái gốc của con người mình sở dĩ gặp những hoạn nạn đó là lũ lụt, là dịch bệnh, là chiến tranh, là giặc giả, là động đất, là sóng thần, đó là từ nơi cái hoặc, đó là tham sân si mạn nghi, là tư hoặc. Từ nơi cái kiến hoặc, đó là thân kiến, biên kiến, tài kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, trong tâm của từng con người này bắt đầu khởi lên, bắt đầu đi tạo nghiệp, giết tất cả các loài chúng sanh, giết tất cả những vị thai nhi con của mình. Bây giờ những người đó họ tìm mọi cách để họ báo oán. Chúng tôi thấy cái loại virus corona mà nó ra khỏi cái con người mình mà nó sống trong không khí, cái không khí mình đâu thấy đâu, nó rất là nhỏ nhiệm đúng không? Mình đâu có nhìn thấy không khí đâu mà nó chui trong không khí, nó sống được 7-8 tiếng đồng hồ, là con virus này nó quá lợi hại. Như virus HIV là một loại virus, SIDA mà nó là một loại virus mà thế giới phải sợ nó, nhưng mà nó cũng đâu có lợi hại giống như con virus corona. Bởi vì virus SIDA là nó chỉ có lây qua cái đường tiêm chích, lây ra cái đường vợ chồng tình dục thì nó bị giới hạn vô cùng. Nếu mà tiêm chích người ta ngăn chặn được thì nó đâu có qua được đâu. Còn người ta hạn chế và người ta biết cử về cái chuyện tình dục thì đâu có qua được, với đâu có lan gì nhiễm đến họ được đâu. Nó bị hạn chế vô cùng. Rồi bệnh lao cũng là một loại virus, thổ tả cũng là một loại virus. Hôm qua chúng tôi nghe một cái đoạn đó là trên 10 loại virus xưa nay. Bệnh giang mai cũng là một loại virus, thì toàn rồi bệnh thổ tả cũng là một loại virus, mà họ nói từ xưa giờ chưa có thấy một loại virus nào mà nó kinh khủng như vậy. Nó có thể ra khỏi không khí mà nó sống được, mà nó truyền qua cái chuyện mình bắt tay. Ở nay người nước ngoài chắc là cái thông lệ thói quen của người Mỹ, khi gặp nhau cái là nữ nam quen biết nhau cái là chạy lại ôm lấy hai cái má hất một cái. Bữa nay chắc không dám hất nữa được. Bữa nay sợ virus nó chạy tới rồi đó. Nó qua hơi thở cách 2 mét thì nó quá lợi hại. Người ta nói xưa nay trong lịch sử nhân loại có nhiều loại virus, nhưng mà riêng cái loại virus COVID-19 corona này là kinh khủng nhất. Bây giờ đây là cái sự mà lan truyền đã đến cái mức độ mà các nước người ta lấy cái việc mà cái tỷ số của cái sự mà lan truyền đó, cái tỷ số mà cái sự lan truyền đó nó quá lớn, nó kinh khủng mà nó phát triển mà coi nhanh nhanh cấp kỳ về cái chuyện đó. Coi như là các nước mà họ lấy được cái tỷ lệ của cái sự lan truyền, mà những nước nào là nhiều nhất á, họ gửi lên trên mạng để cho mọi người thấy những cái sự lan truyền của các nước. Thí dụ như là China là 81,054%, rồi Italia là 53, đứng sau Trung Quốc, rồi đến Mỹ là 26, rồi nhớ gì đó, rồi Iran là 20, Úc là 2.90 mấy, coi như là các nước mà nó quá chừng luôn. Chúng tôi thấy nó phát triển quá nhanh, thì con virus này nó quá lợi hại. Cho nên nếu mà những người trong lúc này mà trong cơ thể cơ địa của họ không có đề kháng mạnh á, thì nó vô một cái là nó sanh, nó phát tác rất nhanh. Cho nên chúng tôi thường nói là cái cơ thể cơ địa của con người đầy đủ không khí, thường hít sâu vào phình bụng ra, thở ra xẹp bụng lại, giống như một cái ông mà ông đặt cái bài thơ đó bữa Hòa Thượng Bửu Chánh có nói đó. Mà cái người mà thường hít sâu vô như vậy là cái không khí, cái khí lực nó đầy đủ, thì những loại virus ung thư ít có ở trong cơ thể người đầy đủ hơi oxy. Vì cái khí lực họ khỏe, mình hàng ngày là hít thở thông thường đâu có đủ lượng oxy.
Khi nói xong rồi cũng ít khứ ai hít thở, nhắc rồi hít hít xịt 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 vài cái rồi bỏ. Ở đây chỉ có thầy Tánh là thầy ngồi nghe giảng là hít với nhàn thấy luôn đó. Ông hít cái nhiều lúc ông gồng mình lên luôn á, ông hít sâu như vậy, cho nên cái sức làm việc của thầy Tánh ở dưới này, ông đọc văn sao giống như công việc ông làm rất chuẩn. Ông làm rất là kết quả, giao cái gì là ông làm tới nơi, bởi vì cái khí lực ông đầy đủ. Nhờ ông hít thở mà lúc trước đọc văn sao là thầy tổn khí. Chứ nhàn vô phòng là thấy ông cứ lấy dầu ông thoa, ông làm đủ kiểu mà đâu hết đâu. Từ khi bắt đầu thầy hít thở sâu là ông khỏe và cái khí lực ông đầy đủ, cho nên ông làm việc gì nó, cái người có tinh thần sung mãn do khí lực sung mãn. Tinh thần bệ rạc là do khí lực nó bệ rạc, mà khí lực không có là do không hít thở thôi. Không? Mà khi hít thở rồi không khí nó vô đủ là gương mặt của mình hồng hào, máu của mình nó cũng thanh lọc, thì gương mặt mình nó không có đen xám sạm. À, cho nên chúng tôi nói cái hơi thở là là giống như xăng ở trong một chiếc xe, cái thân mình giống như xác xe và cái tâm của mình thì giống như ông tài xế. Nếu mà ông tài xế cho giỏi gắn xe tốt mà không đổ xăng thì cũng chạy không được. Thân thể mình là mạnh khỏe, cái gen của mình là tốt, không bệnh hoạn. Tâm mình cũng nhìn thấy là an ổn, không thông minh sáng suốt. Nhưng mà khí lực không có thì người này cũng không làm gì được hết. Cho nên mấy hôm nay là chúng tôi cật lực để mà tạo cho một cái năng lực trong cơ thể mình có, khí lực có thì không bỏ suối nguồn tươi trẻ. Sáng 11, chiều bận gì cũng là 10, đủ 21 trong một ngày. Ngủ ngon sâu, đúng giờ dậy, 9 giờ rưỡi, 10 giờ, đúng 2 giờ cái tích, cái thức dậy, không thấy mệt chút nào. Mấy anh em làm thử coi, mà muốn được cái kết quả này cũng phải 5-7 tháng chứ không phải làm là được liền đâu. Bây giờ chúng tôi nhắc bắt đầu mấy thầy mới khởi động lại làm, qua thầy ngữ thì nói trời ơi, buổi sáng hít nó sâu. Mà khi mà hít sâu vô rồi, tập mà nó nhuần nhuyễn rồi, nó mới cảm giác nó sung sướng. Nó y như cái nguồn sinh lực của con người mình nó trỗi dậy một cách mạnh mẽ vô cùng, thấy nó rõ, quá chừng rõ. Cho nên thành ra cái không khí trong con người mình rất là quan trọng. Hàng ngày không đủ đâu, hàng ngày vọng tưởng làm cho khí lực tan biến, nó bị hao tổn, rồi lời nói cũng bị hao tổn. Mà không bù là hít vô thì chắc chắn là thiếu. Mà khi thiếu rồi từ từ hơi thở nó giảm lần, đến lúc hít không nổi nữa là quá mệt. Quá mệt hết không nổi, bắt đầu là hơi thở mất, là hơi ấm mất, là thọ mạng hết. Rồi tâm thức ra khỏi cái thân này là coi như là chết. Từ cái hơi thở này nó dẫn. Cho nên thành ra là cái con virus này nó cũng suy nghĩ, nó nghiên cứu. Nó kêu bây giờ tấn công con người mà qua ăn uống thì người ta chặn được ngay. Giống như dịch cúm gia cầm, con gì bị dịch cúm gà, dịch cúm heo, dịch cúm người ta không ăn thì con virus này không cách nào vô người người ta được. Cho nên nó kêu ồ thôi, vô loài súc sanh để mà tấn công con người này cũng chưa là phải là lợi hại đâu. Rồi lao thì khi bệnh lao người ta có thuốc người ta trị được rồi, người ta ngăn cách thì con vi trùng lao này cũng không làm gì được hết. Mà con vi trùng này nó lợi hại là nhìn con người đó không biết là bệnh, sốt lên mười mấy ngày cây đã chết, thì nó phải tấn công bằng con đường không khí thôi. Khi nó tấn công bằng con đường không khí là con người trở tay không kịp. Thứ nhất là khí lực kém trong người, rồi cái đề kháng trong cơ thể mình kém, thì cái lúc nó phá vỡ mà để dương tính chuẩn bị chết thì thuốc vô để mà diệt con vi trùng này diệt không nổi. Một phần là trong cơ thể mình nó quá yếu, không đủ cái đề kháng để chống lại, mà một phần nữa là con virus này nó lan quá nhanh rồi, nó vô nó làm vỡ hết tất cả những động mạch trong con người mình, những cái tế hồng cầu nó phá vỡ hết rồi, bắt đầu để mà dương tính chuẩn bị chết thì thuốc không chống lại nổi đâu. Ngay bây giờ chưa bệnh thì phải nên tập xuống nguồn tôi trẻ, hít thở, niệm Phật, trì đại bi, để đó là cái cách phòng ngừa. Và cái phòng ngừa quan trọng nhất là ăn chay trường. Để phòng ngừa thì chúng tôi ta tin chắc với quý vị, nó có vô gì đi nữa rồi nó phải ra thôi. Bây giờ nó không có thể tồn tại trong một cái cơ thể mà ăn chay trường. Cơ thể mà người ta có cái khí lực dồi dào, đầy đủ oxy trong con người và đề kháng con người đó đầy đủ, thì chúng tôi thường nói quý vị là bên Vũ Hán đâu phải là chết sạch hết đó. Cũng còn những con người họ có chất đề kháng trong đó và thọ mạng họ còn, cho nên hình ra nó phải tránh thôi. Nó là một loại chúng sanh, một chúng sanh nhỏ nhiệm tinh tế đi qua đường hơi thở để báo án con người thì lợi hại vô cùng. Mà mình thì chưa bị báo án nhưng mà mình cũng bị ảnh hưởng đến cái vấn đề kinh tế, rồi lòng người bất an. Rồi ngoài đường có cô Phật tử cũng nói trời ơi, Sài Gòn mà con đi ra ngoài đường con thấy nó buồn quá chừng. May nhờ là con biết tịnh thất 4 năm nay, con không có cần đến tiền giao cho chồng hết. Tiền con xem nhẹ lắm, có sẵn có thôi, con đi dạy học, con làm cô giáo. Về hưu rồi mà con thích đi dạy học, con khuyên học trò con là không được tham, không được làm những chuyện sằng bậy.
Cho nên thành ra là cái đến đối với tiền của con bữa nay nó xem nhẹ, nó rất là nhẹ, không phải là cái chuyện chính, mà cái chuyện chính của con là ăn chay niệm Phật tu hành, cuối đời được lên cái pháp hội niệm Phật để vãng sanh, trong phòng vãng sanh là cái mục tiêu con là bây giờ như vậy. Tìm được bao nhiêu con người này quý vị? Có những con người đang lên trên chùa ở tại trên tỉnh thất rồi nhưng mà cũng không suy nghĩ được điều này, hàng ngày phải buôn bán đất đai, suy nghĩ tính toán rồi lợi hại được thua được mất, đủ trò đủ chuyện trên đó hết trơn, rồi tranh giành rồi kình cãi. Có cái bà nói chắc con chết con uống thuốc con chết, cái cô kia cổ lừa con, cổ kêu mua đất đi rồi cổ trả tiền cho con rồi kêu buôn bán đất đai. Trời ơi, giáng nhàn mới hỏi, ổ cô từ bên Mỹ cô về đây để cô niệm Phật giáng sanh hay là cô vì cái chuyện này? Kêu con có vì cái chuyện tu hành mà gặp bà đó cám dỗ, kêu cũng do cô tham quá, bà nói mà cô không có khởi niệm lên, cô lo niệm Phật tu hành có nhiêu xài nhiêu, ai biểu đưa cho cổ làm chi, cũng do mình chứ đâu phải do cổ đâu. Người ta tác nhân vô cho mình, người ta tác cái duyên thôi, còn cái nhân tâm của mình không có, do cô có tham sân si đầy ấp bụng dạ. Họ vừa tác như lên một cái duyên là trong nhân đã có sẵn hết những cái tham sân si mạn nghi, bắt đầu nó khởi lên nó làm cho cô khổ. Cho nên mình không trách người ta được, trong tâm mình có tham sân si mạn nghi, còn cái người bên ngoài chỉ là phụ họa giúp cho cái nhân đó nó phát triển mạnh thôi. Nếu trong lòng mình không có sân thì làm sao họ chọc ghẹo mình được, mà do trong lòng mình có sân nhẹ họ chọc ghẹo mình chút là nó hết thôi, đâu có thể nào phát tác bùng mạnh đến được. Trong lòng mình có tham sân si mạn nghi quá lớn cho nên họ chỉ có tác động nhẹ vô một cái là cái duyên đụng đến, một cái là cái nhân này nó lên giữ liền, nó giữ dằn lên không ai chịu nổi. Trong tâm mình thích niệm Phật, thích trì chú, thích tu hành, chỉ có người ta nói mình chút là bắt đầu mình tu hành tới nơi tới chốn liền. Thì trong tâm mình có sẵn, cái gì cũng từ tâm mà khởi, nhất thiết di tâm tạo. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói là nguồn gốc của dịch bệnh và tất cả những cái việc mà từ nơi thiên tai lũ lụt, mình phải hiểu nguyên nhân của nó là từ nơi tâm thức con người khởi hoặc tạo nghiệp, bây giờ đang thọ quả báo. Và đã là quả báo ra, bây giờ vẫn còn là hoa báo thôi đó. Từ từ bắt đầu nó còn cái quả báo là thọ mạng hết gọi là quả báo, mà còn thọ mạng, còn sống đây gọi là hoa báo thôi. Thôi, giờ chúng tôi nói như vậy để các vị biết thì mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Phật pháp không gì lớn lao chẳng bao gồm, không gì nhỏ nhặt chẳng nêu lên. Ví như một trận mưa thấm khắp cây cỏ cùng tươi tốt, cái đầu tu thân tề gia trị quốc tân dân không gì chẳng đầy đủ. Xưa nay những kẻ văn chương lừng lẫy một thuở công nghiệp vang rền vũ trụ, và những người nhân hiếu rất mực muôn đời kính ngưỡng, người ta chỉ biết đến hình tích chưa xét đến cội nguồn. Nếu khảo sát kỹ căn do thì tinh thần chỉ khí tiết tháo của họ đều do học Phật vun bồi mà ra. Những chuyện khác không cần phải nhắc đến, chứ ngay như tâm pháp của thánh nhân do Tông Nho phát minh cũng phải nhờ vào Phật pháp để làm khuôn mẫu vậy, huống gì những thứ khác. Thế nhưng bọn Tông Nho khí lượng hẹp hòi, muốn hậu thế cho rằng những điều ấy do chính trí của họ tìm ra, nên đặt ra những lời chê trách Phật để làm kế bịt tai trộm linh. Từ đời Tống đến nhà Nguyên rồi sang nhà Minh, không lúc nào chẳng vậy. Thử dốc lòng khảo sát thì không ai chẳng lấy Phật pháp để tự làm lợi cho mình. Còn như họ nói đến chuyện tịnh tọa, nói đến chuyện thảm cứu, đều là chứng cớ chứng tỏ họ dụng công lâm chung, biết trước lúc mất, nói cười ngồi thác là những chứng cớ sau cùng để phát hiện họ có tu Phật. Những chuyện như vậy chép trong các truyền ký của lý học không thể nào nêu tròn. Hả có phải học Phật là mối lo cho xã hội ư? Trích dẫn văn sao Tăng Quảng Chánh Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia, lá thư thứ nhất. Đức Đại Giác Thế Tôn khéo trị những căn bệnh nơi thân, nơi tâm chúng sanh, khéo làm cho thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui. Tâm bệnh có những thứ nào? Chính là tham sân si. Đã có những bệnh ấy, tâm chẳng thể tránh được. Những ý niệm thuận theo tình kiến, trái nghịch lý sẽ ồ ạt dấy lên.
Những niệm ấy đã khởi, ắt sẽ muốn thỏa lòng ham muốn của chính mình. Cái tâm hèn tệ, giết trộm dâm sẽ ngay lập tức biến thành sự thật. Đấy gọi là do hoặc tạo nghiệp, do nghiệp trước khổ, trái chừng điểm kiếp chẳng thổ nào xong. Chú thích: chừng điểm kiếp tức là kiếp số nhiều như số vi trần. Đức Như Lai thương xót tùy theo từng căn bệnh của chúng sanh mà bán thuốc, bảo họ: tâm tham, sân, si chẳng phải là cái tâm vốn có của các ngươi. Tâm các ngươi vốn viên minh tịnh diệu như tấm gương sáng sạch, chọn chẳng có một vật nào. Hệ có vật ở trước gương thì không vật nào chẳng được soi trọn vẹn. Vật đến chẳng cự tuyệt, vật đi chẳng lưu giữ. Giữ được tánh thiên chân của ta chẳng bị chuyển theo vật, mê tâm đuổi theo cảnh thì gọi là ngu phu. Trái chừng hợp giác liền dựa vào dòng thánh. Nếu con người biết được điều này, tâm bệnh sẽ lành. Tâm bệnh đã lành, thân bệnh chẳng có cội gốc nữa. Dẫu cảm xúc lạnh nóng cũng chẳng bị nguy hiểm. Tâm đã chánh thì thân sẽ chánh theo. Do đã không có tình niệm tham sân si, sẽ do đâu mà có những hành hèn tệ, giết trộm dâm cho được. Ai nấy đều như thế thì dân là đồng bào, loài vật giống như ta, đối đãi bình đẳng, nào còn có chuyện tranh đất giành thành, tàn sát lẫn nhau nữa ư? Vì thế những bậc vua quan thông minh duy trí thời xưa không vì nào chẳng sùng phụng hộ trì bởi Phật pháp, giữ yên đất nước khi chưa loạn, bảo vệ đất nước khi chưa nguy, nên đặt đến thái bình mà chẳng hay chẳng biết, chẳng tỏ lộ dấu vết vậy. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ. Phải biết một câu A Di Đà Phật chỉ đến cùng cực thì thành Phật vẫn còn dư. Hả nên bảo niệm kinh A Di Đà niệm Phật chẳng diệt được định nghiệp ư? Phật pháp giống như tiền, do người khéo dùng. Ông có tiền thì làm gì mà chẳng được? Ông có thể chuyên tu một pháp thì cầu gì chẳng được? Hả cứ phải khăng khăng chỉ chú này, niệm kinh này sẽ được công đức này, chẳng đạt được những công đức khác ư? Trích dẫn Văn Sao Tăng Quảng Chân Biên Quyển 1, thư trả lời cư sĩ Châu Chí Mầu. Pháp môn tịnh độ nếu tin cho tới còn gì tốt lành hơn? Nếu chí mình chưa quyết thì phải nên tin tưởng lời chân thành của chư Phật chư Tổ, chọn chẳng được một niềm nghi tâm. Nghi sẽ chẳng tương ứng chư Phật, lâm chung nhất định khó thể cảm thông. Cổ nhân bảo pháp môn tịnh độ chỉ có Phật với Phật mới có thể hiểu trọn vẹn, hàng đăng địa Bồ Tát chẳng biết được ít phần. Chú thích: đăng địa Bồ Tát còn gọi là địa thượng Bồ Tát, bậc Bồ Tát đã chứng từ sơ địa trở lên. Hàng đăng địa đại sĩ còn chẳng thể biết hết, huống hồ là hạng phạm phu lè tè sắc đất lại vòng sanh ức đoán ư? Trích dựng Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Nếu tâm sanh tử thật sự thiết tha, tin tới nơi tâm chẳng sanh một niệm ngờ vật, thì dù chưa ra khỏi ta bà, đã chẳng còn là khách trọ lâu ngày trong chốn ta bà. Chưa sanh cực lạc nhưng đã là khách quý cõi cực lạc. Thấy người hiền mong mình được bằng, gặp điều nhân đừng để lỡ. Hả có nên do dự lười nhác sao nhãng, để đến nỗi một phen lầm lỡ khiến mình bị lơ làng mãi mãi ư? Là chàng nam nhi có huyết tánh, dứt khoát chẳng chịu sống làm thấy đi thịt chạy, chết mục nát như cỏ cây, hãy gắn lên cố lên. Trích dẫn Ứng Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Pháp môn tịnh độ do Phật Thích Ca và Di Đà kiến lập, do Văn Thù Phổ Hiền chỉ quy, do Mạo Minh Long Thọ Hoàng Dương, do các vị Huệ Viễn Thiên Thai Chí Khải Thanh Lương Vĩnh Minh Liên Trì Ngẫu Ích phát huy xứng xuất để khuyên khắp, dù phàm hay thánh, dù ngu hay trí. Các vị Bồ Tát đại sĩ ấy trăm ngàn năm trước sớm đã vì ta nghiên cứu khắp các giáo pháp trong đại tàng, đặc biệt chọn ra pháp chẳng cần động hoặc mà được dự ngôi bộ xứ này. Ngay trong một đời này quyết định số lòng chí viên chí đốn cực kỳ giản dị, thống nhiếp thiền giáo luật lại vượt xa thiền giáo luật. Cho dù căn cơ cạn hay sâu, dù quyền hay thật, thật là một diệu pháp
thật đặc biệt, siêu việt lẽ thường. Chúng ta chẳng tin tưởng Phật Tổ là những bậc thầy từ xưa bằng những vị tri thức cận thời hay sao? Kinh Hoa Nghiêm là vua trong tam tạng, cuối kinh quy kết chú trọng nguyện vương. Hoa Tạng hại chúng đều đã chứng pháp thân, đều cầu vãng sanh hồng viên mãn Phật quả. Bọn ta là hạng gì mà lại dám chẳng bắt chước theo? Hãy bỏ tâm cuồng ấy, tận lực thực hành đạo này, công đức lợi ích sẽ tự chứng biết. Nào đời phải thâm học khắp cả, rồi mới thành hàng biết pháp ư? Luận bàn xác thực thì pháp môn đại thừa, pháp nào cũng viên diệu. Những căn cơ có sống chính, duyên có cạn sâu. Bởi thế xét về mặt lợi ích thì có khó được và dễ được. Tổ Thiện Đạo, hóa thân của Phật A-di-đà đã dạy chuyên tu. Ngài chỉ e hành nhân tâm trí bất định, bị các thầy trong những pháp môn khác lung lạc, nên bảo: cho dù thánh nhân sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả và thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, đẳng giác Bồ Tát, cho đến thập phương chư Phật tận hư không, chọn pháp giới hiện thân phóng quang, khuyên ta bỏ pháp tịnh độ, giảng cho pháp thù thắng nhiệm màu nào khác, ta cũng chẳng chịu nhận. Thưa, là do lúc ban đầu đã phát tâm chuyển tu tịnh độ, chẳng dám trái nghịch nguyện ấy. Hòa Thượng Thiện Đạo đã sớm thấy người đời sau đứng núi này chống núi nọ, chẳng có kiến giải nhất định. Vì thế Ngài nói như vậy để kiệt lực xoay chuyển cái tâm ngẫm nghé cuồng vọng ưa ham cầu. Ai đã biết Ngài Thiện Đạo là thầy mà lại chẳng tuân theo? Thế mà người tuân theo lời Ngài thật chẳng được mấy. Có phải là do túc thế ác nghiệp sai khiến đến nỗi quanh mặt bỏ lỡ pháp khế lý khế cơ bậc nhất này? Không thiền không tịnh độ, nghiệp thức mang mang, làm kẻ không cội rễ trong nẻo luân hồi đó chăng? Áo não thay, tu hành tịnh độ có cái lệ quyết định chẳng nghi, chẳng cần phải hỏi hai người khác hiệu nghiệm hay không. Dù khắp cả người đời không ai được hiệu nghiệm, cũng chẳng sanh nhất niệm nghi tâm. Cứ lấy lệ lẽ chân thành của Phật Tổ làm căn cứ. Nếu hỏi người khác về sự hiệu nghiệm, chính là tin Phật chưa đến mức cùng cực, tâm vẫn còn so đo, chưa thể trọn vẹn mọi sự. Nam Nhi Anh Liệt quyết chẳng đến nỗi bỏ lời Phật để tin lời người. Trong tâm không chủ ý, chỉ muốn cậy vào lời người khác khoe hiệu nghiệm để hướng dẫn tiền đồ của chính mình, thật chẳng đáng buồn ư? Ông La Đại Sơn chẳng được vãng sanh, lại bị đò vào nơi phước báo là do tập khí văn chương quá nặng. Tập khí ấy đã nặng, dù nói là niệm Phật, nhưng thực ra niệm niệm đặt nơi cộng phu sáng tác văn chương. Cộng phu niệm Phật chỉ là chống đỡ mặt ngoài đó thôi. Đấy là bệnh chung của văn nhân, chẳng phải chỉ riêng Đại Sơn thôi đâu. Phật bảo thế chí biện thông là một trong tám nạn, chính là vì lẽ này. Người sống trong cõi đời nhất nhất phải theo đúng bổn phận của mình, chẳng thể vọng tưởng tính toán ra ngoài bổn phận. Tức là như thường nói, quân tử chẳng vượt ngoài phận vị của mình, cũng như nói quân tử chỉ làm đúng theo phận vị của mình. Tuy đối với pháp môn tịnh độ đã sanh tính tâm, nhưng ý niệm ưa cao chuộng trội vẫn còn chưa buông xuống được, chưa chịu đặt mình vào hạng ngu phu ngu phụ. Phải biết rằng ngu phu ngu phụ dễ liệu thoát sanh tử, bởi tâm họ chẳng có dị kiến. Nếu hiệu tông thông giáo, toàn thân có thể buông xuống hết, thực hành công phu của hạng ngu phu ngu phụ thì cũng dễ liệu thoát sanh tử. Nếu không thì bậc cao nhân thụng tông thụng giáo lại chẳng bằng ngu phu ngu phụ đới nghiệp vãng sanh. Pháp môn tịnh độ lấy vãng sanh làm chủ, tùy duyên tùy phần chuyên tinh chí mình, Phật quyết chẳng dối người. Nếu không, mộng bay lên hóa ra lại rớt xuống, đấy là tự mình lầm lẫn, nào phải lỗi của Phật đâu. Một pháp tịnh độ chính là pháp môn tối huyền tối diệu, chi viên chi đốn, trọng giáo pháp của cả một đời Đức Phật. Một pháp có đủ hết thảy pháp là viên. Ngay trong đời này tu sẽ chứng đắc ngay trong đời này, nên bảo là đốn. Hạng phàm phu lè tè sắc đất cũng bao được pháp này, bậc đẳng giác Bồ Tát cũng chẳng ra khỏi pháp này. Thật là một con đường tắt để thượng thánh hạ phàm
chống thành Phật đạo là một chiếc thuyền từ phổ độ chúng sanh của chư Phật chư Tổ. Chẳng sanh tính tâm nơi pháp này hoặc tinh chẳng chân thành thiết tha chính là do nghiệp chướng sâu nặng chẳng kham liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn thường luân hồi lục đạo trong thế giới này chẳng có kỳ ra. Dẫu được làm thân trời người, thời gian ấy rất ít như khách chỉ ở trọ. Một phen đọa trong tam đồ, thời gian ấy dài lâu như ở yên nơi quê nhà. Mỗi lần nghĩ đến tâm kinh sợ, dần đứng lóng tóc chẳng nề rác miệng khẩn cáo đồng nhân. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Xem kỹ thơ ngài gửi đến, bàn luận nhiều điều, nhưng có thể nói gọn một lời là chỉ dùng chi kiến phạm phu để suy lường sằng bậy Phật chí mà thôi. Vả như chúng ta từ sống đến chết, trong là thân tâm, ngoài là cảnh giới, có một ai biết được rõ nguyên do mọi sự chăng? Từ khi mình có hiểu biết đến nay, thấy tiện nhân làm sao mình cùng bắt chước làm đúng như thế, thì thân thể mới được thành lập, mọi sự mới thuận tiện thích đáng, thân tâm an lạc, từ sống đến chết hưởng thọ tự tại. Đối với những lời khuyên dụ của Đức Như Lai, các hạ cho rằng vì chẳng biết ngọn ngành Phật chí và ngọn ngành tịnh độ như thế nào, nên dù Phật Tổ nói lời thành thật cũng chẳng thể nhân đó sanh lòng tin. Xin lấy chuyện này để xét. Các hạ suốt ngày ăn cơm, suốt ngày mặc áo, thì có biết hay là không biết nguồn gốc của việc chống đối ngăn lạnh chăng? Nếu nói là biết thì ai là người biết? Xin chỉ đích xác ra. Nếu chỉ không được, vẫn là theo quy củ của tiền nhân đã lập mà ăn cơm mặc áo, sao lại đối với diệu pháp liễu sanh thoát tử bậc nhất cứ đòi phải biết trước cội nguồn rồi mới sanh lòng tin tròn chấn chiều do lời thành thật của chư Phật chư Tổ mà sanh lòng tin vậy? Hơn nữa, nếu các hạ có bệnh cần phải uống thuốc thì trước hết sẽ mở sách bản thảo bạch quyết ra xem để biết được dược tánh nguồn gốc căn bệnh, rồi căn cứ trên bệnh chứng mà kê toa, sau đấy mới uống thuốc, hay là lập tức mời thầy lang chấn mạch lập tức uống thuốc. Nếu lập tức uống thuốc thì việc trị bệnh và học Phật mâu thuẫn nhau quá. Dù cho có mở sách bản thảo mạch huyết ra xem để biết được dược tánh gốc bệnh cũng vẫn mâu thuẫn với việc học Phật. Vì sao vậy? Bản thảo mạch huyết đều là lời để đời của tiền nhân, ông chưa thể từng mất thấy, làm sao tin được? Nếu bảo những câu trong bản thảo mạch huyết chẳng thể không tin, thì lời của Phật Tổ thiền chư thức sao lại đều chẳng tin? Cứ phải chính mình thấy mới tin. Với chi kiến của ông cứ thật tình mà luận, thì trước hết phải thấy thuốc ấy trị vào kinh lạc nào, trị được bệnh nào, rồi mới kê toa uống thuốc. Quyết chẳng chịu dựa theo những lời nói trong bản thảo mạch huyết để lập toa uống thuốc. Vì sao vậy? Vì chưa từng thấy. Nay nguồn gốc của việc chống đối ngăn lành trị bệnh chưa từng thấy, nhưng vẫn cứ ăn cơm mặc áo uống thuốc, thế thì ngọn nguồn của Phật và tịnh độ chưa từng thấy, dù có lời thành thật của Phật của Tổ cũng chẳng tin, là vì lấy gì? Với điều này thì có là chuyện liên quan đến tánh mạng, tuy không biết vẫn chẳng dám không làm đúng như thế. Còn với chuyện kia lại cây mình cạo minh, đòi phải thấy tột cùng mới chịu tu trì pháp ấy. Xưa nay được mấy kẻ hào kiệt phi thường như thế, do chi kiến đó rốt cuộc chẳng hưởng lợi ích thật sự của Phật pháp. Những kẻ bị coi là ngu phu ngu phụ kia thoạt đầu cũng chẳng biết gì, nhưng y theo quy củ của tiền nhân cắm đầu niệm Phật, bởi đó ngầm thông Phật chí, thầm học đạo màu, liền được đới nghiệp vãng sanh. Cùng kẻ đoạn hoặc vãng sanh đều chứng Phật quả, có hơn kẻ chỉ biết suông rồi thôi chăng? Loại người tự gián nhãn mình là hạng xuất khách, do nghi sánh bán sẽ từ kiếp này sang kiếp khác đọa mãi trong ác đạo. Dù hàng ngũ phu ngũ phụ niệm Phật vãng sanh thương xót, muốn cứu vớt giùm cũng chẳng biết làm sao. Vì sao? Vì hạng người này bị ác nghiệp bất tín đời trước chướng ngại. Chí của các hạ như bọ kiếm cán tương, mặt da chặt ngọc như chém bùn.
Do chẳng khéo dùng chi ấy, khác nào dùng thanh, can tương, mặt da để chém bùn. Bùn không việc gì uổng phí kiếm sắt, chẳng đáng buồn sao? Trích dựng Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Phật Pháp là tâm Pháp, hết thảy Pháp thế gian chẳng sánh ví được. Có sanh ví chẳng qua là để khiến người ta lãnh hội được ý nghĩa, chẳng được chấp chích cứng vào sự để bằng ngang. Dùng cái quạt để ví cho mặt trăng, rụng cây, dậy gió. Nếu cứ do cái quạt tìm lấy quang minh, từ nơi cây tìm ra sự phất phơ, thì có còn được gọi là chí hay chăng? Tuy mộng cảnh là giả, nhưng quả là chân. Cũng chẳng ngại dùng mộng cảnh để ví dụ nhân quả, cốt sao chúng phù hợp nhau. Là sao? Vọng tâm là nhân, mộng cảnh là quả. Nếu không có vọng tâm, chắc chắn chẳng có mộng cảnh. Điều này nhất định chẳng dễ luận. Tâm thiện ác và việc tu trì là nhân, được quả báo thiện ác và quả báo tu trì là quả. Các hạ phải tin, nếu không do vọng tâm là nhân của mộng sẽ được mộng cảnh. Tâm niệm Phật là nhân thành Phật, gần là được vãng sanh Tây Phương, xa là rút ráo viên thành Phật Đạo. Đấy chính là điều Ngài đang nghi ngăn trở Ngài phát khởi lòng tin vậy. Trích dựng Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Hãy để chuyện Phật rút ráo là có hay không lại đó. Các hạ cứ muốn cực vấn Phật là có hay là không, thì hãy tự hỏi chính các hạ rút ráo là có hay là không. Nếu bảo là không, thì mối ràng buộc này đây, ai là người thuộc nói? Nếu bảo là có, xin hãy chỉ đích xác. Lời lẽ của người nói chỉ là do yết hầu và thức tâm hợp lại mà có. Văn tự cũng do thức tâm, tay, bút vận động mà hiện. Mỗi mỗi điều chấn ngoài, ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều chẳng phải là các hạ. Rời ngoài năm pháp này, có chi được ai là các hạ để hỏi Phật rút ráo là có hay không, mà cho đó là câu hỏi đại trí huệ. Nếu chẳng chỉ ra được chính mình là có hay không, nhưng lại muốn biết Phật là có hay không trước đã, thì đấy chỉ là câu hỏi cuồng vọng, không đáng luận tới, chẳng phải câu hỏi thấu đạt lý đến cùng tầng. Phật rút ráo là có, vì phàm tình của ông chưa sạch nên Phật chẳng thể hiện. Chính các hạ cũng là có, do ngũ uẩn của ông chưa là không nên cũng chẳng thể chỉ ra ngoài sắc, thọ, tưởng, hành, thức được. Trích dựng Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Kinh Kim Cang dạy hàng Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, phát tâm độ hết thảy chúng sanh, khiến họ điều chứng vô dư niết bàn, nhưng chẳng thấy có một chúng sanh được diệt độ. Chẳng trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp để hành bố thí. Bố thí đứng đầu trong lục độ vạn hành. Nếu lên bố thí thì trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ cho đến vạn hành cũng đều chẳng trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp để tu. Văn kinh này giảng lược chỉ nếu bố thí để nói chung tất cả các pháp kia. Hãy nên không trụ vào đâu để sanh tâm. Không có các tướng, ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả mà tu hết thảy thiện pháp. Nói như vậy thì bảo là hữu tướng hay vô tướng? Tướng quang minh rộng lớn như thế, chật kính thái hư mà bảo là không, thì khác gì mù lòa từ lúc mới sanh. Nói không có một chúng sanh được độ là chẳng trụ vào tướng vô tướng. Vô sở trụ là muốn cho có người chẳng vướng mắc trong phàm tình thánh kiến rồi chấp chức tướng. Nói độ tầng chúng sanh hành bố thí, sanh tâm, tu thiện pháp là muốn cho có người xứng tánh tu tập pháp tự lợi, lợi tha, ngõ hầu mình lẫn người cũng được viên mãn bồ đề mới thôi. Đừng vướng vào đó vọng chấp vô tướng là rút ráo, chia sẻ cùng một chi kiến với kẻ nhai bả hèm, có đáng gọi là người có chí hay chăng? Tính có gì là khó khởi, nghi có gì là khó trừ? Ông quyết định chẳng chịu khởi, quyết định chẳng chịu trừ, dù Phật có đích thân thuyết pháp cho ông cũng chẳng làm sao được. Huống hồ tôi đây chỉ là kẻ phàm phu đầy giấy phiền trược. Trích dựng Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Muốn biết Phật là thật hay giả, sao chẳng đối với những lý được bàn trong Tịnh Độ Văn
tẩy quy trực trị và những chuyện được chép trong ấy mà phát khởi lòng tin, dứt lòng nghi, lại cho những ngôn luận sự tích ấy chỉ là chuyện bị đặt lời đồn chẳng đáng để vào mắt vậy? Nếu nghĩ như vậy thì nhất định linh hồn chẳng đọa trong năm đường nào khác, chỉ ở ngay trong địa ngục A Tỳ đến hết đời vị lai, cứ mãi mãi hưởng thọ vạc soi, lò than, rừng gươm, núi đao, võ tâm hiển hiện, cứ coi chúng như các thứ lạc cảnh tự tài thọ dùng, coi đó là vui thì chẳng thể khuyên dụ được nữa. Ông cứ muốn biết Phật là thật hay giả, dù Tịnh Độ Văn tẩy quy trực chỉ nói gì đi nữa đều coi là chẳng thật, chỉ khi tự mình thấy đích thân chứng mới nhận là thật. Nay tôi lấy một sự tướng để hỏi, ông nên thẳng thắn đáp lời, chẳng được hàm hồ thổi thác. Bắc Thông Châu Vương là Tiền Sang thời nhà Thanh từng giữ chức phiên đài ở Quảng Tây. Khi ấy Quảng Tây thổ phỉ rất nhiều, lúc ông Tiền có việc binh bị bèn bày kế diệt hết phỉ đảng, bắt giết rất nhiều. 4 năm trước đây ông mắc bệnh rất nặng, cứ chợp mắt liền thấy mình ở trong căn nhà tối. Nhà đó rất lớn lại rất tối, bọn quỷ vô số đều đến bức bách ông, sợ quá tỉnh dậy. Một lát sau chợp mắt lại thấy ý như cảnh cũ, lại hoảng sợ tỉnh dậy, suốt 3 ngày đêm chẳng dám chợp mắt. Ông ta chỉ còn thở thổi thóp, vợ bèn khuyên dụ, ông cứ như thế chẳng tốt đâu, ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi, niệm Phật sẽ ổn ngay. Tiền Sang nghe vậy liền gắng niệm, được một chốc liền ngủ, ngủ đẩy một giấc không mộng mị gì, mà bệnh cũng dần dần thuyên giảm. Nhân đó ông chừng trai niệm Phật. Năm ngoái Tiền Sang và Trần Tích Châu lên núi có trò chuyện cùng quan, nếu các hạ lâm vào cảnh ấy thì cứ phải biết trước là Phật là thật hay giả rồi sau mới niệm chăng, hay là nghe xong liền niệm? Nếu lúc ấy chẳng nhọc công xét thật giả cứ niệm ngay, thì hiện tại sao lại cùng người đời này bàn bạc ngôn luận sự tích người đời trước là thật hay hư, cứ nhất loạt cho là vọng, chỉ cầu lấy chỗ đúng, cứ vin vào đó khiến tâm cảnh mơ màng mờ mịt, còn to nhỏ lệ khóc cầu nữa ư? Đã có thể coi phú quý như chiếc dép rách, sao không thể coi chấp trước giống như chiếc dép rách để bỏ sạch cả đi? Ông tính dùng chi kiến ấy để làm cửa nhập đạo đấy ư? Chẳng biết nó chính là đường để đạt địa ngục A Tỳ đấy. Lấy mộng để ví cho Phật thì vọng tâm là nhân, mộng cảnh là quả. Ví như niệm Phật là nhân, vãng sanh gặp Phật là quả. Vì sao có thể lấy 6 ví dụ trong Kinh Kim Cang làm chứng? Ngôn ngữ văn tự thế gian một chữ một sự chẳng ngại gì diễn tả cả sang lẫn hèn, giảng giải cả tốt lẫn xấu. Chẳng hạn như chữ tử dùng để chỉ mình Đức Phu Tử cũng được, mà chỉ người bình thường cũng được, dùng để gọi con cái cũng tốt. Điều phải dựa vào văn mạch để xác định ý nghĩa. Quyết chẳng thể đối với chữ tử có nghĩa là phu tử, lại giảng là nhi tử, tức con cái được. Cõi Phật là mộng cảnh, đâu cần chờ các hạ thành Phật rồi mới nói sâu. Nói như vậy chỉ tự tổn hại vô ích mà thôi. Trích dẫn Ứng Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Pháp môn Tịnh Độ là bí tâm triệt để của Đức Như Lai, là pháp môn phổ độ chúng sanh, khiến cho những kẻ phàm phu đầy dĩ triền phược không có sức đoạn hoặc, nhờ tín nguyện trì danh sẽ được liệu thoát ngay trong đời này, cùng làm bè bạn với Quan Âm Thế Chí, trên đến bậc Đặng Giác Bồ Tát, địa vị gần kề Phật quả, vẫn còn phải vãng sanh mới thành chánh giác. Chí viên chí đốn thông trên xuất dưới, vượt trội hết thảy các pháp môn đã được giảng trong cả một đời giáo hóa. Vì thế trong khi Đức Phật giảng kinh A Di Đà, 6 phương chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài đồng thanh tán thắng, khen là kinh công đức chẳng thể nghĩ bằng, được hết thảy chư Phật hộ niệm.
Phật lại nói: Ta là Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, làm được chuyện rất khó, hiếm có. Đức Thế Tôn ta tự phô bày túc nhân, bảo ta trong đời ác ngũ trược làm được chuyện khó làm, sau đây chứng đắc Bồ Đề, vì hết thảy thế gian nói pháp khó tin này thật là rất khó, khiến cho người nghe tin nhận phụng hành chỉ nhằm bày tròn bốn hoài xuất thế mà thôi. Nhưng pháp môn này rất sâu, khó lường, tuy đã được bổn sư và chư Phật Thế Tôn cùng khuyên nên tin tưởng, nhưng đời vẫn còn rất nhiều kẻ nghi. Chẳng những hàng thế chí phàm tình chẳng tin, ngay cả hàng tri thức thông hiểu tôn giáo sâu xa cũng còn ngờ vực. Chẳng những hàng tri thức chẳng tin, mà bậc thánh văn duyên giác đã chứng chân đế, nghiệp tầng tình không hãy còn nghi ngờ. Chẳng những bậc tiểu thánh chẳng tin, ngay cả quyền vị Bồ Tát cũng hãy còn ngờ. Ngay đến bậc pháp thân đại sĩ dù đã tính chắc nhưng vẫn chẳng thể thấu hiểu tận cùng nguồn cội. Ấy là vì pháp môn này lấy quả giác làm nhân tâm, toàn thể là cảnh giới Phật, chỉ mình Phật với Phật mới có thể hiểu tròn, chẳng phải chỉ có người thấu hiểu được nổi. Bọn phàm phu ta ngửa tin lời Phật, ý giáo phụng hành sẽ tự được lợi ích thật sự. Nếu được nghĩa pháp môn chẳng thể nghĩ bằng này, thì phải là trong nhiều kiếp đã gieo sâu căn lành, huống hồ là tin nhận phụng hành ư? Trích dựng Ứng Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Kinh Hoa Nghiêm, vua của Tam Tạng, là do Đức Như Lai lúc tối sơ thành chánh giác, vì các bậc pháp thân đại sĩ thuộc 41 địa vị đã vượt ngoài cụ giới, giảng ra pháp một đời thành Phật. Chỗ quy tông kích đảnh của thật nghĩa rút ráo là dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để mong viên mãn Phật quả. Cảnh sở chứng của thiện tài đã bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, được gọi là bậc đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác chỉ kém Phật một chút vẫn còn phải hồi hướng vãng sanh. Toàn bộ các Bồ Tát trong Hoa Tạng thế giới hải đều bấm thọ giáo pháp này, cùng tu pháp này. Huống nay kẻ thông tông thủng giáo, mất căn tánh thông lời, mất chứng nhập sâu xa, có hơn nổi các vị đẳng giác Bồ Tát kia chăng? Ngàn kinh vạn luận đâu đâu cũng dạy quý hướng, vãng thánh tiền hiền ai nấy đều hướng về. Những kinh luận ấy há chẳng đáng để tuân thủ hành theo ư? Các vị thánh hiền ấy đều là hàng ngũ phu ngũ phụ ư? Nói gọn một lời, nghiệp sâu chứng nặng chưa được giải thoát, nên đến nỗi đối với việc hằng ngày còn chẳng biết, cứ quen thói chẳng suy xét đó thôi. Trích dựng Ứng Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Phải biết rằng pháp môn tịnh độ chính là để nhiếp phục người thượng thượng căn. Vì thế thiện tài đã chứng đẳng giác, Phổ Hiền Bồ Tát vẫn dạy dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh, ngõ hầu viên mãn Phật quả. Những đó huyên khắp Hoa Tạng hải chúng. Do vậy ta biết rằng một pháp hồi hướng vãng sanh tịnh độ chính là pháp tối hậu để viên mãn Phật quả. Đời có kẻ cuồng chẳng hiểu kỹ giáo lý, thấy ngũ phu ngũ phụ đều tu tập được pháp này, bèn khinh rẻ cho là pháp tiểu thừa, chẳng biết rằng đây chính là pháp môn đệ nhất, một đời thành Phật, thành thị, thành chung của Hoa Nghiêm. Cũng có kẻ ngu chỉ kiến hẹp kém, nghĩ mình công phu cạn mỏng, nghiệp lực sâu dày, làm sao sanh ngay được. Chẳng biết rằng tâm tánh chúng sanh và tâm tánh của Phật chẳng hai. Ngũ nghịch thập ác sắp đọa địa ngục, gặp thiền chi thức dạy cho niệm Phật đủ cả 10 tiếng hoặc chỉ mấy tiếng rồi liền chết đi, còn được vãng sanh. Lời quán kinh dạy cớ sao chẳng tin? Bọn họ còn vãng sanh, huống hồ chúng ta dù còn tội nghiệp, dù ít công phu, sánh với kẻ thập ác ngũ nghịch kia chỉ niệm 10 tiếng hay là mấy tiếng còn vượt trội hơn rất nhiều. Lẽ nào từ vội vàng bỏ qua đến nỗi đánh mất lợi ích vô thượng này? Như Lai gọi pháp môn tịnh độ này là pháp khó tin là vì hạ thủ dễ lại thành công cao, dùng công ít được hiệu quả nhanh. Chí viên chí đốn thẳng tắc rộng lớn giản dị vượt trội hết thảy giáo lý thông thường. Chẳng phải xưa vốn đã có thiện căn, quyết sẽ có tín nhận phụng hành. Tôi thường nói cụ giới chúng sanh lìa khỏi pháp môn này thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo. 10 phương chư Phật bỏ pháp môn này
thì dưới chẳng thể lợi khắp quần manh, là chuyện thật vậy. Chích dựng Ứng Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Pháp môn tịnh độ độ khắp ba căn, chính là để tiếp độ căn khí thường thường, kiếm tiếp dẫn hàng trung hạ căn. Kẻ ngu thường hay chê là pháp thiện cần tiểu thừa, nói chung là vì chẳng xem kinh luận đại thừa, chưa phải là người thông suốt có đủ con mắt. Chỉ dùng cái tâm điên đảo chấp trước của mình để suy lượng đạo nguyên thủy trọng yếu chung cục của Như Lai. Như kẻ mù ngó mặt trời, như người điếc nghe sấm, đương nhiên chẳng thấy chẳng nghe, chỉ đành suy luận vọng tưởng. Phải biết một pháp tín nguyện niệm Phật là do Như Lai vì tấm bi triệt để phổ độ chúng sanh mà tuyên thuyết. Chỉ có các vị Bồ Tát như Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền mới có thể rút ráo đảm đương. Bọn họ thấy ngu phu ngu phụ đều niệm Phật được, bèn coi là pháp tiểu thừa thiến cần, khác nào ngôi sao bé chỉ chiếm lãnh được khoảng trời nhỏ, con trùng bé chỉ bò được khoảng đất hẹp. Nếu tin tưởng được pháp này thì là nhiều kiếp đã trồng sâu thiện căn. Nếu có thể dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật, nhiếp trồng sâu căn, tịnh niệm tiếp nối, thì cái tâm phàm phu đó biến thành Như Lai tàng, như người nhiễm hương thân có mùi thơm. Hiện tại đã tiếp xúc với khí phận của Phật thì lúc lâm chung lại chẳng cảm ứng đầu giao được Phật tiếp dẫn hay sao? Chích dựng Ứng Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Cần biết rằng trong Phật pháp, pháp môn vô lượng, nhưng điều phải đặt đến nghiệp tận tình không mới có thể liễu sanh thoát tử, khó cũng như lên trời. Hiện thời trên cả thế giới sợ rằng cũng khó có mấy người làm được. Nếu chí thành khẩn thiết niệm Phật cầu sanh Tây Phương, bất luận là ai đều chắc chắn được vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Chỉ có kẻ chẳng sanh lòng tin, chẳng phát nguyện là không thể vãng sanh. Nếu có lòng tin thật sự, nguyện thiết tha, không một ai chẳng được sanh. Một pháp này chính là hoàn toàn cậy vào Phật tự lực gia bị tiếp dẫn vậy. Chích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thường Thư Gửi Tiên Sinh Thích Hữu Khanh. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 3. Thank you.